Xin chào mọi người ha. Chiều hôm nay mình giới thiệu đến mọi người con laptop Lenovo ThinkPad X1 Yoga nha mọi người. Con này á là cấu hình nó là i5 thế hệ 7, RAM 8, SSD là 512 và nó gập cảm ứng ha. À, như thế này. Phím còn rất là đẹp nha mọi người. Từ để mình quay phím cho mọi người xem nè, phím đẹp keng luôn á. Đẹp kinh khủng, cái phần này là rất là mướt mịn. À, không có bị nhớt hay là bị bỉnh một tí nào luôn, rất là mướt mịn ha, phím nhẹ quá đẹp luôn mọi người, và có led phím rồi đàng hoàng ha. Đây mọi người nè, à, đây chứ, từ từ tí mình bấm led phím cho mọi người xem. À, màn hình nó là màn hình 2K. Bây giờ mình gập cảm ứng lại cái dòng á, Yoga nó rất là thông minh luôn mọi người. Nó thông minh ở cái chỗ là khi mà mình gập cảm ứng lại á, thì cái phần phím này là nó lồi, nó tự thụt xuống á mọi người, nó tự thụt xuống, cho nên là mình những cái khác á, ví dụ như trên dòng đeo hay gì mình thấy là bình thường gập vô á, là mình nhấn nhấn vững, còn cái này là nhấn không được nữa, nó lục vô bằng luôn. Đó, rất là thông minh. Đây đây chưa, rồi mình bấm cái cấu hình cho mọi người xem. Đây, từ từ ha. Đây nó là i5 7200 nè mọi người. RAM 8 SSD là 512 GB à, zin của bên Nhật về sao là mình để như vậy. Màn hình 14 inch 2K. Độ phân giải màn hình 2K nha. Đây nè mọi người nè. 2560 x 1440 á. Máy là hoạt động hoàn hảo. Con này là có mỗi cái nhược điểm thôi là trên nền trắng nó có phản quang á mọi người. Trên nền trắng. Đúng, nó tiêu rồi ta. Đây mọi người, rất là nhẹ, một đường bên này và một đường bên này trên nền trắng thôi. Đây là nền trắng này, một cái đường ở bên này hơi nhẹ 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 và đường bên này hơi trắng trắng này, mọi người thấy không? Đó, hơi nhẹ nhẹ, cái này á thì nó không ảnh hưởng gì hết, vẫn sử dụng bình thường. Trên nền khác, nền màu rồi là hoàn toàn không thấy, màu thì rất là đẹp luôn nha mọi người. Trên nền màu là không có ảnh hưởng gì hết, chỉ có trên nền trắng nó mới như vậy thôi. Cái dòng này thì đa số là nó phản quang thì vậy mọi người, nó không có bị giống như là hư màn hình hay là bị sọc hay là bị đóm, gọi là bị chết điểm ảnh đâu. Nói như vậy mình cứ xài vậy và mình nó không có bị loang nha mọi người. Phản quang thì nó cái lỗi nó đơn giản, có bút đây mọi người nè, các ngõ kết nối để mình quay đã, HDMI USB, ngõ gì đây không biết nè, tai nghe nguồn, và đây nè, cái chỗ này là cái chỗ nút lộn, bút, lấy bút ra ha. Bút cảm ứng ok nha mọi người. Đây nè. Chung là bút thì mình cũng thích xài nhưng mà có nhận bút nè mọi người, bút cảm ứng của ThinkPad. Đâu rồi ta? Camera đâu rồi? Đây ha mọi người. Đó, và mình nhét vô cái ngõ này. Đó. Máy là hoạt động hoàn hảo, pin nó là phải là 3 4 giờ nha mọi người, hơn 3 giờ pin là rất là thoải mái, cái vỏ cũng ok. Chỉ có là mỗi cái là nó bị phản quang trên nền trắng hai đường như vậy thôi, chứ còn lại là máy là cực kỳ ok luôn á mọi người, zin nguyên bản, không có sửa chữa gì hết, máy tương đối ok, tất cả là đều zin hết nha mọi người. Sạc nè, cái này sạc Type-C mọi người. Rồi ngõ kết nối là Type-C nè, HDMI. Cái này là hai ngõ USB. À, trên cái phía dưới này nó có trầy nè. Để mình xem. Đây mọi người ha, nó có trầy nè. Trầy như thế này. Đó, nói chung là phần ở dưới đáy thì cũng không có ăn thua gì đâu mọi người. Và mình báo giá mọi người ha, cho con nè. Máy là hoạt động hoàn hảo rồi, pin trâu kèm bút, có thể gập cảm ứng và màn hình 2K. Giá là 5 triệu rưỡi nha mọi người. À, ai chốt á, thì inbox mình. Tình trạng thì như mình nói đó, cái ngoài thì ok nè, ở trong cũng rất là đẹp, chỉ có là cái viền ở phía dưới á, có trầy trắc đó, và màn hình, trên màn hình có phản quang, chứ còn lại á, là hoạt động hoàn hảo, không có lỗi lầm, pin thì rất là tốt luôn, trên 3-4 giờ là vô tư, máy kèm sạc zin. À, ai chốt thì inbox mình ha, nhắn tin qua Zalo, số điện thoại của mình lúc nào cũng có trên tường hoặc là trên tiêu đề của cái bài đó mọi người. Cảm ơn mọi người nhiều ha, cảm ơn mọi người đã xem kênh và đăng ký kênh của mình.